Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác chiếc tạ lê đến từ Hà Lan. Sản xuất tại Hà Lan. Chiếc tạ lê này thì là có các cái đường thiết kế vào bằng đồng như thế này. Chiếc này thì bằng đồng với biểu tượng các thiên thần. Đây là hai quả lê bằng đồng, còn vàng óng, dây. Chiếc tạ lê này thì là có quả lắc hoạt động ở phía sau chiếc vỏ này. Nhìn kỹ thì ta có thể thấy chiếc vỏ này có vân rất là đẹp. Vỏ hộp, dạng vỏ hộp. Đây là lớp kính, chiếc này còn nguyên kính này. Bên này có quan kính này. Mặt là mặt số La Mã, nhôm phay còn sáng bóng. Kim thì là điêu khắc chạm trổ bằng đồng này, với các cái cột song ở đây. Được trang trí bằng bốn hình điêu khắc như thế này, tạo thành một cái bề mặt đồng hồ hình vuông và chi tiết hình tròn bên trong này. Đây là một tấm nhung này, nhìn kỹ đây ta có thể biết đây là một tấm nhung này. Tấm nhung nền đen để nó tôn cái phần vỏ này lên nhiều hơn. Nhìn tổng quan này. Đó, ở đây thì ta có thể biết chiếc đồng hồ này có chiều dài là hơn 60 cm. Và có bề ngang khoảng tầm 24 cm. Đây là một chiếc tạ lê cỡ lớn. Mời các bác nhìn kỹ hơn. Để em sẽ thử chuông. Chiếc đồng hồ này 30 phút thì điểm chuông một lần và một tiếng có chuông thông báo giờ. Đây. Cảm ơn các bác đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.